Bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu là một trong những hoạt động vô cùng thiết thực mà tuổi trẻ Agribank đang nỗ lực tích cực tham gia với rất nhiều hoạt động như đầu tư vốn vào những dự án thân thiện với môi trường, thúc đẩy sản xuất dịch vụ các ngành tiêu dùng xanh, năng lượng sạch và phát triển nông nghiệp an toàn, bền vững. Ngày hôm nay, mời tất cả quý vị khán giả, chúng ta hãy cùng với Agribank chi nhánh thành phố Hải Phòng thực hiện một chiến dịch bảo vệ môi trường, thu gom túi ni lông, chai nhựa, rác thải dọc các đảo quanh các bờ biển để đưa về nơi tập kết và xử lý theo quy định. Chiến dịch chung tay làm sạch bãi biển, góp phần giảm thiểu rác đại dương là hoạt động được Đoàn Thanh niên Agribank chi nhánh thành phố Hải Phòng tổ chức với mục đích tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đoàn viên thanh niên về hành động bảo vệ môi trường. Đầu tiên là phải tuyên truyền đến toàn thể đoàn thanh niên đấy để họ thấm nhuần, họ hiểu và họ có ý thức trong việc bảo vệ môi trường. Sau đó là thực hiện những hoạt động cụ thể, ví dụ như là dọn bãi biển, trồng cây xanh, dọn rác quanh khu làm việc, trang bị những cái thiết bị đựng rác, chứa rác như thùng rác tại những nơi công cộng. Và tiếp theo là lan tỏa cái ý thức bảo vệ môi trường đến toàn thể những khách hàng, đến toàn thể những người thân trong gia đình của mỗi cán bộ đoàn. Bằng sự định hướng và nỗ lực của ban lãnh đạo Agribank chi nhánh thành phố Hải Phòng thì tuổi trẻ Agribank không chỉ được truyền lửa trong công việc mà còn được truyền lửa trong rất nhiều những hoạt động tích cực bảo vệ môi trường xung quanh. Ngày hôm nay chương trình Vì một tương lai xanh có một kỷ niệm chương xin gửi tặng tới anh thay cho lời tri ân với những đóng góp của Agribank chi nhánh thành phố Hải Phòng tới với việc bảo vệ môi trường. Cảm ơn. Những hoạt động của Đoàn Thanh niên Agribank chi nhánh thành phố Hải Phòng đã thu hút nhiều đoàn viên tham gia với thông điệp hành động vì tương lai xanh, góp phần giảm thiểu rác đại dương. Ngay sau lễ phát động chiến dịch, đông đảo đoàn viên thanh niên của Agribank chi nhánh thành phố Hải Phòng đã cùng tham gia hoạt động thu gom rác thải, làm sạch bãi biển Đồ Sơn. Xin chào mọi người. Nắng nôi mà vẫn làm việc chăm chỉ quá. Không biết là bình thường là mình có thường tham gia vào những hoạt động bảo vệ môi trường như này không ạ? Agribank Hải Phòng của bọn em thì hưởng ứng khẩu hiệu vì tương lai xanh của Agribank thì luôn luôn là tổ chức những cái hoạt động về bảo vệ môi trường như thế này, bởi vì nó rất là ý nghĩa và thiết thực anh ạ. Thế thì không biết là sau mỗi một lần mà chúng ta làm đẹp cho môi trường như này thì các bạn tự thấy rằng là mình nhận được cái điều gì? Cũng có một chút đóng góp nho nhỏ để có thể lan tỏa được tinh thần bảo vệ môi trường cho cộng đồng. Thêm vào đó nữa thì tăng thêm tình đoàn kết giữa các thành viên trong đơn vị anh ạ. Chương trình Agribank vì tương lai xanh với các chuỗi hoạt động có ý nghĩa bảo vệ môi trường sống đã và đang nhận được sự ủng hộ nhiệt thành của các cấp lãnh đạo, cán bộ, đoàn viên thanh niên và người lao động trên toàn hệ thống Agribank. Hành trình xanh này sẽ không chỉ dừng lại ở một vài phong trào nhỏ lẻ mà sẽ tiếp tục lan tỏa từ cán bộ nhân viên đến từng hộ gia đình, người thân và bạn bè, từ các cấp huyện, xã tới mọi địa phương, mọi vùng miền để cùng hành động vì một trái đất xanh phát triển bền vững thông qua các hoạt động thiết thực về tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Với sự nỗ lực của Agribank và sự chung tay của toàn xã hội trong việc bảo vệ môi trường vì một tương lai xanh, Agribank đang đóng góp một phần quan trọng trong quá trình đưa nông nghiệp Việt Nam phát triển nhanh và bền vững, đạt mục tiêu đề ra cho năm 2022 và những năm tiếp theo.